Rồi, rất vui được gặp lại anh chị trong cái clip tiếp theo của mình ngày hôm nay nha. Hôm nay đó là ngày 17 tháng 4. Thì cái clip này mình chia sẻ chạy bò của anh Vinh Nguyễn đó. Thì chạy có số lượng bò rất là nhiều, nhưng mà trong cái clip này thì xin chia sẻ với quý anh chị đó là 6 con bò cái nha, 6 con cái tơ. Thì trong đó thì 5 con pháp kem và một con ba bơ. Đó, đó là cái dàn bò cái. Với lại có một cặp bò đực F2 với lại hai cặp bò lỡ nha, hai cặp bò tàn lỡ lỡ rồi đó, lỡ nghí rồi đó. Thì chủ trại sẽ báo giá lô bò này. Thì trại của anh đó là ở ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Thì quý bà con nào có nhu cầu thì đến xem bò trực tiếp, nếu mà có muốn xem bò chi tiết kỹ thì liên hệ qua số Zalo để quay chi tiết từng con cho bà con tham khảo. Thì trại thì có hỗ trợ đỡ giao bò cho quý bà con, cần xe gì cũng giao hết nha. Trong vòng khoảng 200 cây số đổ lại thì trại giao bò đến tận nơi cho bà con luôn. Còn ở xe thì trại có hỗ trợ phần nào đó để chuyển bò cho bà con. Rồi, thì giờ thì bước vào cái nội dung chính cái clip hôm nay. Anh chị luôn, trại bò Vinh Nguyễn mới về 6 con bò cái. Đây, một con cá ba bê với 5 con cái kem. Đây, một con cá ba bê. 5 con cái kem. Hai con cá ba bê luôn. Hai con cá ba bê với 5 con cái kem. Cái kem này nằm cũng 5 tháng tuổi. Mấy kem. Cái một cặp đực luôn. Cặp đực F2. Cặp đực này 44 triệu. Cặp bò đực này 44 triệu nha. Nằm 5 tháng tuổi. Năm con cái kem này. Mười bốn triệu một con nha. Năm con cái kem này đồng giá 14 triệu một con. Cái này rất là đẹp để nái hết lý luôn. Năm con cái kem này 14 triệu một con. Con cái kèm này 14 triệu con. Còn cặp cái ba bê này 41 triệu. Cặp cái ba bê này 41 triệu. Con ba bê đen, con ba bê kem. Cái này 41 triệu. Rồi chào các bác anh chị luôn. Cái này 4 con được kem nha. 3 con kem, 1 con ba bê này với con kem lỡ này hàng nè. Con cặp này 53 triệu. Cặp này 53 triệu. Cặp bên đây 52 triệu. Rất có cặp 52, cặp 53. Bốn con này 105 triệu. Con này con còn được ba bê lỡ này với con kem lỡ. Nó hơi ốm bò. Tàn lớn. Còn cặp bò này 7 tháng 53 triệu. Của 52 triệu. Cặp 52, cặp 53 đó là 100 đấy nào. Rồi cô chú anh chị nào cần liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn ở Mang Thít, Vĩnh Long nha. 3 con kem, 1 con ba bê 105 triệu. Cặp 52, cặp 53. Rồi mình xin dừng clip tại đây, hẹn bà con clip tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều.